Finally, we honor one woman who is not able to be here today. Nguyen Ngoc Nhu Vinh of Vietnam. Thì theo tôi thấy những cái phản đối này là một trò hề. Người xưa có nói tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Theo tôi, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói riêng và cũng như nước Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam nói chung phải nhìn lại, sâu lại bản thân mình. Tại sao một công dân nước mình mà để một nước khác để đánh giá và để tôn vinh là một giải thưởng cao quý như đó? Thì theo tôi, một lần nữa tôi nhấn mạnh đó là một trò hề. Đương nhiên là chính phủ Việt Nam xưa nay vẫn làm những cái chuyện như vậy khi mỗi khi trao giải. Chứ với những người đấu tranh cho công lý và hòa bình cho đất nước, rồi những cái môi trường và quyền con người, dù Việt Nam luôn luôn nói với thế giới rằng là họ tôn trọng quyền con người, nhưng thực tế những người đấu tranh vì quyền con người không bị đàn áp thì cũng bị bắt, không thì cũng bị cho vào danh sách là những người mà theo như họ tuyên truyền cho dân chúng nữa là phản động. Do đó họ lên tiếng phản đối với Bộ Ngoại giao Mỹ về việc trao giải người phụ nữ dũng cảm đó, khi mà họ đang giam cầm một người Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như vậy. Thì đó là cái điều mà họ muốn nói, chứng tỏ là họ đang làm đúng. Bởi vì nếu như mà chấp nhận không nói lên tiếng thì tức là họ đang làm sai, bắt sai mẹ nấm, đang giam hãm tù oan sai cho mẹ nấm, mà chắc chắn là oan sai. Theo đúng hiến pháp Việt Nam thì mẹ nấm không có tội. Thì tôi nghĩ đây là một cái sự trơ trẽn, mà có thể đây là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm giảm áp lực của dư luận. Thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện nay thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Thì đây là một cái sự đàn áp nhân quyền, cho thấy rõ những cái giải quốc tế như vậy vinh danh những người phụ nữ Việt Nam đã can đảm đấu tranh cho cái tiến trình dân chủ hóa của Việt Nam, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dùng cái nhà tù để là dập tắt những cái tiếng nói nhân quyền. Thì tôi thấy cái giải này đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là xứng đáng.